Chào mọi người, hôm nay mình mới đi làm về, chưa kịp tắm rửa gì thì nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn gọi báo cho mình biết rằng có một tin rất quan trọng mà cần được cứu giúp, một hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì đó là bà cô mà đợt trước mình làm cái video clip đám ma kỳ lạ, một người sống cô đơn với một đứa con gái nhỏ. À, không có anh em họ hàng gì và cô ấy hiện tại đang nằm mổ ở bệnh viện Quốc Ánh. À, thì mình nhận được một cú điện thoại này mặc dù trời đang mưa và mình mới đi làm về, chưa kịp ăn uống gì nhưng mà mình xách máy và vội vàng chạy vào trong bệnh viện để xem thực hư thế nào, khó khăn thế nào để kêu gọi mọi người có thể hỗ trợ giúp đỡ cô ấy vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Tại vì thật sự là mình biết là hoàn cảnh cô này rất là khó Sao khăn, máy do bệnh của cô ấy trên người đang có một bệnh, tay bị mắc bệnh, giờ thêm cái bệnh này nữa thì cũng rất là tội nghiệp. khó khăn là do là bị mổ ruột thừa và không ai chăm sóc hết, vì vậy nên mình đang vào thăm, mà đây cũng là một hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt. Đã chồng mới mất thì bây giờ lại bị mổ ruột thừa nữa, vậy nên mình đang lên thăm. Đây là Liên, hàng xóm của cô. Đây cô, đây là cô này, Liên hàng xóm này là đang ở trong đây chăm cho cô. Đó. Cô sao rồi, cô khỏe không, cô khỏe hả cô? Đấy thì cô đây cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nên mình cũng lên đây kêu gọi mọi người là có thể lòng hảo tâm giúp đỡ cô ấy qua cơn khó khăn này. Hiện tại cô đang mổ ruột thừa ở bệnh viện Quốc Ánh nhé, bệnh viện Quốc Ánh, đây mổ ruột thừa ở bệnh viện Quốc Ánh nha các bạn. Bệnh viện Quốc Ánh ở Tân Tạo đúng không? Này, khu khu Tân Tạo, Bon Chen. Hoặc là ai muốn thăm giúp đỡ cô á, thì có thể liên hệ với mình có thể tận tình hỗ trợ cho các bạn nào muốn giúp đỡ gặp cô để mà hỗ trợ giúp đỡ về tài chính. Hiện tại gia đình nhà cô rất khó khăn, thì giống như mình đã nói ở trong video clip mà đám ma kỳ lạ các bạn đã xem á, thì các bạn cũng biết là hiện tại cô đang ở có một mình với một người con gái năm nay là khoảng cỡ 12 tuổi, 13 tuổi gì đấy. Thì bé nhỏ đó thì vẫn còn đi học, còn gia đình cô thì cô bị thêm một chứng bệnh gọi là u thịt gì đấy rất là kỳ lạ. Thì trong cái đợt Covid vừa rồi cô không đi bán vé số được, hoặc cô không đi làm công việc hồi trước được, thì bây giờ cuộc sống của cô rất là khó khăn về tài chính. Chồng thì mới qua đời, những cái đám ma kỳ lạ mình đã làm cho các bạn coi, thì bây giờ lại thêm một cái này nữa, thì cũng đang cần chia sẻ của mọi người, đang rất cần sự chia sẻ của mọi người nhé. Thì mình cũng kêu gọi lên đây, có mạnh thường quân nào hoặc là có ai muốn giúp đỡ cô thì có thể tới luôn bệnh viện Quốc Ánh ở đường Tân Tạo, khu nghiệp Tân Tạo, hoặc là có thể liên lạc với số điện thoại của mình để mình có thể hỗ trợ địa chỉ hoặc là như thế nào đấy. Thì lúc nãy mình có quay ở ngoài đầu video clip á, là cái bệnh viện Quốc Ánh nó có địa chỉ rõ ràng nhé. Các bạn có thể là vào đó và xem địa chỉ và tới tận đây giúp đỡ trực tiếp cho cô, không thông qua ai hết nhé các bạn, để tránh tình trạng lợi dụng lòng tốt của các bạn nhé. Đây, thì hôm nay mình cũng qua đây thăm và cũng có một ít quà cho cô thôi chứ không có nhiều. Thì mình cũng cũng gửi cô là
tiền để gửi tiền để cô có thể là chăm sóc sức khỏe cho mình. Đây thì hôm nay mình cũng có một ít quà, còn có ít tiền của cô để hỗ trợ cô nhé. Bác sĩ nói bao giờ cô mới được về? Tình trạng bệnh tật của cô nữa, nên là rồi hết nhiều tiền không cô, tiền viện phí rất nhiều. Hôm qua thì em đóng mười mấy triệu rồi, tại vì là cô không có giấy tờ tùy thân, tại vì cô là một cô á, nên là không có giấy tờ tùy thân, cho nên là mới đóng tạm đứng trước là mười mấy triệu rồi, để bên xã có gì họ giúp đỡ rồi họ gì thêm. Và hôm qua là em mới đi làm giấy tờ đó. Bên xã có giúp đỡ gì cô không? À sao nhưng mà những cờ, nhưng mà đợi được tiền trên đấy xuống thì cũng hơi lâu ấy, mà khó lắm, người ta xét một thứ ấy. Tiền rồi mùa dịch này cô đâu có đi bán, tức là em ứng tiền, dạ em ứng tiền ra cho cô một trước, hôm qua là đưa cô 11 triệu mấy á. À 1 triệu mấy, dạ. Cái này là bị ruột thừa thôi, nó còn ruột thừa, ruột thừa, thừa. Nhưng mà tình trạng này thì chắc phải giữ thời gian lâu thì cô mới đi làm lại được, chứ không đâu có đi lại được ngay đâu. Mà vô mùa dịch như này nữa rồi nên là cô khó khăn lắm. Rồi vừa rồi đó thì chú mới mất để nằm nuôi cô, nuôi chú mười mấy năm bại liệt là nằm một chỗ đó, rồi mới mất thì cũng nợ một mớ tiền nữa, xong bây giờ lại cô bệnh như này nữa nên là không có tiền. Buổi sáng thì cũng buổi trưa cũng có chị hàng xóm, chị cũng xin cho hàng xóm được ít, chị mang lên đây. Tôi nhờ mọi người, có mỗi người giúp đỡ một ít để cho cô với sống với con gái sống qua cái mùa Covid này nên đỡ khổ. Cố gắng cái cô nhé, thì con mong rằng cái clip của con đây á cũng có thể giúp được cô một phần nào. Với lại con cũng ghé qua thăm cô, giống như hồi nào con cũng lên tấm này của cô đấy thì con cũng thăm, thì con cũng biết cái tình trạng cô như vậy, cũng đang kêu gọi vì nếu mà có ai đến nữa thì người ta sẽ đi cứu mình thôi. Còn mình cũng vẫn phải cố gắng, tự xoay sở chứ cũng cũng không dám chắc là có ai giúp đâu cô ạ, thì thôi mình cứ tự xoay sở đi đã. Rồi nếu có ai giúp thì mình cảm ơn, còn nếu mà biết ơn, còn nếu mà người ta không có cơ hội giúp mình hoặc người ta không thể giúp mình được thì mình phải chấp nhận vậy thôi nhé. Thì cũng mong rằng nếu mà xã phường có thể hỗ trợ cô được thì quá tốt. Không thì mình phải cố gắng thôi. Em vô đây lâu chưa? Hôm qua là em đi chợ đến đây đi cô làm dần. Là em chở đi cấp cứu luôn. Em chở đi cấp cứu tại cô đâu có ai đâu, thì em ở cạnh đó rồi em được nghỉ thì em mới chạy xuống. Em hỏi thăm tại vì cô đau từ cách đây từ hôm thứ sáu kia, thế mà thế em bảo là thôi cô đi khám coi sao mà không có tiền nên không dám đi. Thế em có thấy đau mấy ngày như vậy mà chắc cô bị đau ruột thừa rồi hay sao chứ còn em nghi vậy á. Thế rồi là em với hôm sau rồi em kêu là chở đi khám rồi cô tự đi, rồi cô đi ra đây rồi bắt đầu là họ nói là bị thừa rồi nhập viện. Thế rồi em chạy xuống thì em mới chở cô đi, cô nhập viện luôn, rồi em làm thủ tục cho họ mổ cho cô luôn, chứ không để cả mấy ngày rồi. Và này chắc tổng tiền cũng phải tầm 20 triệu đúng không? Đúng không đấy nhỉ? Em muốn trình bày hoàn cảnh của cô như thế đó thì cũng chưa có tiền các thứ, thì họ bệnh viện họ nói là thì cứ đưa ứng trước nhiêu đó đi rồi có gì thì tính sau. Đấy. Đây nhá mọi người, đây là cô còn bị thêm cái bệnh là u thịt nữa, nên là rất là hoàn cảnh là rất đặc biệt, mà bây giờ bị thêm cái bệnh này nữa là cô bị u thịt hết toàn thân luôn nhé. Cái bệnh này trên thế giới cũng có nhiều người bị lắm, chứ không phải là bệnh gì ghê gớm đâu nha mọi người. Mọi người cứ xem nó bình thường thôi chứ không có gì ghê gớm nhé. Mọi người cũng thấy đó, đây là một hình ảnh là cô đã có neo đơn mà đặc
khó khăn nữa. Đã Covid đã khó khăn, không đi làm có tiền rồi, đám ma của chồng tôi mất nữa. Thì nói chung tài chính rất là khó khăn. Và bây giờ bị bệnh này vượt thừa thôi. Nhưng mà vượt thừa này thì các bạn cũng biết rồi, khổ mấy triệu đi. Nhưng mà khi mà về thì cũng đâu đi làm được. Thì trong khoảng thời gian đó lại cũng không có tiền để mà sinh sống nữa nha các bạn. Mình là kênh của mình là chuyên làm về xây dựng, về sắp mỹ thuật, nhưng mà mình cũng không có phải là kênh chuyên kêu gọi mọi người trực tiếp đi hỗ trợ những người khó khăn đâu. Nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh này khó khăn quá mà lại mình quen biết nữa, nên mình cố gắng mình làm để giúp thôi, chứ thật ra kênh của mình không phải là cái kênh hỗ trợ về những người hoàn cảnh khó khăn nhé. Mà mình cũng thì mình thấy cái gì làm tốt được cho người khác thì mình hỗ trợ thôi, chứ kênh của mình là chuyên về sắt. Vì vậy nên có thể là mình kêu gọi về những cái này nó cũng không, những cái bài này nên nó cũng không hợp lý cho cái kênh mình lắm, thì mọi người cũng thông cảm cho mình. Chứ không phải là mình làm nó sai cái đề tài đi, nó cũng không hay ở cái kênh. Mình mong mọi người thông cảm về cái điều này cho mình nhé. Thì như cô đây thì mình cũng biết là người nhà cô cũng ở gần khu nhà mình, thì mình cũng hiểu một số cái hoàn cảnh như thế. Thì mình đang qua đây hỗ trợ thăm hỏi cô một chút xíu, thì mong rằng mọi người cũng đã coi clip và đám này thì lại mọi người đã biết, có thể hỗ trợ cô được trong trong hoàn cảnh này. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ cô ấy có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Bye.